Xin chào các anh chị đầu tư Chào các anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của công minh Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên một video Để nhận định về thị trường chứng khoán Trong phiên giao dịch ngày mai là ngày 28 tháng 2 Đồng thời thì mình cũng sẽ tiếp tục trao đổi với các anh chị Về cái cái phương pháp, về cái định hướng Để chúng ta uh, đánh cổ phiếu nào Chúng ta cơ cấu ra sao Và chúng ta lựa chọn cổ phiếu nào để Chuẩn bị cho cái nhịp sóng sắp tới Khi mà thị trường hiện tại nếu mà chúng ta nhìn Thì ngày hôm nay nó là cái phiên phục hồi thứ hai Từ sau một cái phiên rũ cực kỳ là mạnh với von uh, khoảng hơn 30 000 tỷ và ngày 23 tháng 2 thì ngày hôm nay thì thị trường nó đã là phiên phục hồi thứ hai rồi. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái 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 trạng thái của thị trường hiện tại thì chúng ta có thể thấy dễ dàng thấy là thị trường đang ở trong một cái kịch bản gọi là kịch bản thứ hai đúng không? Đây, kịch bản thứ nhất là điều chỉnh bỏ qua rồi này. Thì kịch bản thứ hai. Đây. Kịch bản thứ nhất là uh, điều chỉnh bỏ qua này nó không chỉnh tiếp và nó cũng không không rũ mà nó làm sao phục hồi luôn. Đó. Thì đối với cái kịch bản thứ hai mà mình trao đổi với các anh chị thì chúng ta có uh, chắc chắn là các anh chị nào mà theo dõi cái video của mình thì chắc chắn là các anh chị sẽ biết được là thị trường phục hồi ở cái giai đoạn này này thì nó sẽ bắt đầu nó đánh những cái cổ phiếu nào. Đó. Thì chính từ những cái vị thế đấy mà các anh chị hoàn toàn có được những cái trạng thái mua cổ phiếu nó cực kỳ là an toàn và nó là những cái thời điểm cơ cấu cực kỳ là uh, kịp thời. Nếu mà các anh chị uh, nhìn đúng không? Ờ uh, đoạn này này khi mà thị trường nó bắt đầu ở trong một cái nhịp phục hồi sau một nhịp rũi thì thường nó sẽ bắt đầu nó kéo những cổ phiếu kênh trên đúng không? Nó sẽ kéo những cổ phiếu kênh trên do đó cái nhịp này là mình đề cập là chúng ta chủ yếu đánh cổ phiếu kênh trên là chính đấy chứ? Đánh cổ phiếu kênh trên nó rất là an toàn và nếu mà thị trường nó có vào những cái nhịp chỉnh sắp tới nhé ví dụ sắp tới nó có những cái nhịp chỉnh thì chắc chắn những cổ phiếu kênh trên nó sẽ được uh, được đỡ hơn rất là nhiều đối với những cổ phiếu mà kênh dưới kênh giữa đấy chứ? Đó thì đấy nó sẽ là cái quan điểm và cái cái phương hướng hành động cho chúng ta. Còn đối với chị thị trường hiện tại, ngày hôm nay là thị trường, uh, hôm nay thật ra ấy, bản chất ấy, là mình thật sự là mình không có theo dõi về chỉ số chung luôn. Mình cứ nhăm nhăm vào một cái, cái danh mục này, này của mình này. Đây này, mình cứ nhăm nhăm vào cái danh mục này thôi. Đây, đây có thể là cái này bị khuất. Đây, mình cứ nhăm nhăm vào cái danh mục kênh trên của mình thôi và những cái danh mục chú ý của mình. Đấy, bởi vì danh mục chú ý là danh mục mình gom những cổ phiếu kênh trên những cổ phiếu mà ở kênh giữa nhưng mà nó có những cái điểm rũ đó thì mình sẽ cho và chú ý đấy mình chỉ nhăm nhăm vào những cái cái cổ phiếu này thôi đó chứ mình không nhìn về thị trường và đến cuối mới ổ ra là thị trường nó đã kéo khoảng 13 điểm đó thì ngày hôm nay nó là một phiên kéo cũng tương đối là mạnh đúng không với thanh khoản nó cũng có cái sự uh, nhích lên dần đúng không nhích lên đó thì với cái phiên trạng thái thị trường như thế này thì uh, hiện tại các anh chị bảo là có rủi ro không thì chắc chắn là thị trường lúc nào nó cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro nhưng mà với cái trạng thái này thì mình đã đề cập với các anh chị từ trước rồi Là khi mà thị trường nó hồi phục luôn ấy Thì chắc chắn nó sẽ có những cái rủi ro tiềm ẩn đằng sau Mà rất dễ nhiều nhà đầu tư sẽ bị dính những cái nhịp Gọi là nhịp bull trap ở đoạn này Và nó sẽ rũ nhịp hai đấy chưa Và rũ xong nhịp 2, ấy, nó về kênh chẳng hạn Thì lúc đấy nó mới bắt đầu vào một cái nhịp kéo sóng mạnh Đấy, mình sẽ lấy ví dụ cái trường hợp của thị trường trong cái giai đoạn này Nhá, Cũng là cái năm 2023 thôi Đây, khi mà thị trường này kéo dướn này đúng không chúng ta nhìn này kéo dướn sau đó làm sao bán tháo mạnh một phiên đúng không? Nhưng mà một hai phiên sau nó hồi hết. Đây, một hai phiên sau nó hồi hết. Và cái trạng thái này nó đang ở cái vùng đỉnh nhá. Đó, mình rất là nhớ. Và mình cũng đã trao đổi với các anh chị về cái trường hợp này rất là nhiều rồi. Đúng không ạ? Đây, bán bán tháo này, rồi sau đó nó hồi luôn. Thì nó sẽ gây ra cái tâm lý gì? Các anh chị có biết không? Là đối với những nhà đầu tư ấy mà người ta bán trong cái phiên này này, người ta sẽ có cái tâm lý là người ta bị bán đung đáy. Đó, đúng không? có cái tâm lý là bị bán đông đáy nên là người ta mới bắt đầu người ta đua lại ở ba cái phiên này người ta sẽ bắt đầu đua lại ở ba phiên ba phiên này sau đó thì nó lại bị đấy nên là rất dễ bị dính những cái nhịp rũ tiếp nên là thị trường hiện tại cũng có khả năng như vậy nhé là nó sẽ rủi ro tiềm ẩn cái cái trạng thái là những nhà đầu tư người ta fomo đúng không người ta fomo người ta không biết mua gì đấy người ta fomo và người ta chẳng hạn đoạn này thì fomo bán đúng không hôm sau phát thì lại fomo mua đó rất có thể là ngày mai thị trường lại tiếp tục kéo như thế này và nhà đầu tư sẽ tiếp tục FOMO đó Minh thì đối với Minh thì nếu mà các anh chị có trong cái cái Zoom Zoom khuyến nghị nhá Nếu các anh chị nào quan tâm muốn tham gia Zoom khuyến nghị tư vấn thì có thể liên hệ với mình và Zoom cộng đồng thì nếu các anh chị trong Zoom khuyến nghị thì gần như hôm nay mình đã định nói đến một cái câu đó chính là hôm nay gần như là mình mình hết điểm mua đấy mình sẽ chỉ mua nốt trong cái phiên ngày hôm nay thôi còn trong 2 đến 3 phiên tới thì sẽ ở trong cái trạng thái là uh, theo dõi hoặc là có đánh nhé có đánh thì chỉ đánh khi mà thị trường nó có những cái phiên nó xác nhận nó phải thật sự là bùng nổ. Đấy. Thế thôi. Còn gần như là trong một cái trạng thái là là theo dõi, bởi vì trong gom trong hai phiên này thì nó cũng đủ đủ hết cái lượng hàng mà mà cần phải gom rồi. Đấy, cần phải gom rồi và trạng thái gần như là tài khoản nó ở trạng thái full. Nên là uh, sau có thể là ngày mai thị trường nó có kéo tiếp thì mình cũng sẽ đứng ở cái trạng thái là theo dõi. Được chưa Thì đấy nó sẽ là cái quan điểm của mình. Đấy, đoạn này rất giống luôn, hay là đoạn này cũng vậy này, đúng không? Chúng ta nhìn này cũng là một đoạn chỉnh nhé rồi sau đó nó lại làm sao kéo lên tiếp được chưa nó lại kéo lên tiếp đấy ai bán đây thì lại cứ nghĩ là đúng đáy này, đúng không đấy nó kéo lên một hai ba phiên luôn và tiếp tục kéo này rồi nó lại có những nhịp rũ nói chung là sắp tới nó sẽ có những cái nhịp rung rũ rất là nhiều nên là chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị đi bởi vì là nếu mà chúng ta biết được là đoạn tới thị trường rung rũ thì chúng ta phải mua những cổ phiếu nào nó có cái trạng thái nó an toàn và nó có cái trạng thái nó khỏe hơn so với thị trường thì chúng ta sẽ tránh được những cái cái nhịp rung lắc mạnh ví dụ hôm nay trong dù cộng đồng mình cũng chia sẻ cho các anh chị hết trao đổi bằng tin nhắn là những cái đoạn những cổ phiếu nào mà nó sẽ có những cái trạng thái mà nó khỏe hơn hay là yếu hơn thị trường thì chúng ta nên nên nắm giữ ví dụ như cái trạng thái này đúng không mình đang đề cập về trong ngắn hạn rồi nhá đó còn sau đó nó có điểm mua thì chúng ta không nói nhưng mà trong ngắn hạn này chúng ta nhìn này đúng không trạng thái này nó đang là, là trạng thái cổ phiếu nó nó yếu hơn so với thị trường khi mà thị trường này nó hồi phục này đúng không thì những con này nó mới bắt đầu nó nó trứng, chững nó tạo đáy đấy đấy hồi phục này Đấy, hồi phục nó mới tạo đáy này. Hay là kể cả nhịp rũ thứ hai vậy, nó hồi phục mãi này, một hai phiên rồi. Đến phiên thứ ba này nó mới bắt đầu nó có những cái pha trồi lên gọi là thì những cái pha này rất dễ, rất dễ dính phải những cái nhịp bull trap nhá. Đấy. Đấy khi mà thị trường lại lại đang là kéo kéo neo cái mức cao mà chúng ta lại mua những điểm nổ thì nó rất dễ dính phải những cái nhịp bull trap. Còn với những cái trạng thái ví dụ như HPG này này. Đây chúng ta nhìn này. Đoạn này có phải là nó khỏe hơn so với thị trường chung không? Đúng không? Thị trường chỉnh nhưng mà nó vẫn cứ đi lên thôi đúng không? Và nó nổ, nó có những cái phiên nổ từ nền ấy. Đó, nó từ sớm, đúng không? Ít nhất là phiên thứ hai, nhưng như hôm nay mình đề cập ấy, là mình chỉ mua từ phiên thứ hai thôi, còn ngày mai cái kia thì thôi, kệ chắc kệ. Đấy. còn có những cái sự thay đổi gì thì mình sẽ trao đổi nhá. Nên là cái đoạn này chúng ta chỉ đánh những cổ phiếu mà nó khỏe so với thị trường thôi thì nó sẽ có được cái mức độ an toàn và thậm chí có thể cổ phiếu đấy nó sẽ là siêu cổ. Đó. Nếu mà ngày hôm nay các anh chị theo dõi Mình thì có thể uh, uh, mua được cái cổ phiếu HPG đúng không? Các anh chị mà theo dõi ít nhất là gần nhất ấy, là trong cái video ngày hôm qua thì mình đã đề cập rất rõ ràng cái cổ phiếu này rồi. Đó, phân tích rất rõ ràng. Nếu mà các anh chị chưa hiểu rõ thì mình sẽ phân tích lại cho chúng ta nhé, để nó coi như là một cái bài học. Đây. Cái trạng thái này của HPG ấy, nó là một cái mẫu hình VCB rất là rất là hoàn thiện đúng không? Đó, nó siết lại biên độ này và von này, được chưa? Và các anh chị có nhớ mình cho đề cập gom từ những cái vùng này này, từ những cái vùng 27, 28 này này. Nhưng mà nhá, nhưng mà cái điểm nổ này nó cũng là một cái điểm nổ cũng là một cái điểm pivot vượt đỉnh đúng không? Nhưng mà tại sao mình không cho mua ở cái đoạn này? Mà lại mua ở những cái phiên ngày hôm nay nổ. Nó cùng là cái vùng giá là 29. Nhưng mà tại sao mua ở cái phiên này? Bởi vì cái phiên này này, thị trường của HPG cái giai đoạn nổ này này. Nó lại là ở trong một cái trạng thái thị trường kéo dướng các anh chị ạ. Đấy, nó trong một cái trạng thái thị trường kéo dướng và nó chưa trải qua một cái nhịp điều chỉnh. Còn ngày hôm nay ấy, là sau một nhịp điều chỉnh rồi. Và nó có một cái pha gọi là, cũng là một pha nổ. Được chưa? Nó cũng là một điểm nổ pivot. Đấy thanh khoản cao hơn là cái chắc rồi nhưng mà nó là một cái điểm mua nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều nhá đặc biệt là sau khi một cái điểm pivot cũ này nó không thành công và nó có một cái pha gọi là gì pha squat có nghĩa là nó nó nhún xuống nó điều chỉnh đúng không nó nó điều chỉnh lại và nó tạo một cái đà đà nhún với siết lại vòn này và nó bật lên thì đây nó sẽ là một cái điểm mua nó cực kỳ là an toàn nhá với những anh chị nào mà mua được cái vùng từ 29 ấy 29 cho 5 chẳng hạn thì nó là những cái vùng mua cực kỳ an toàn và thậm chí là trong cái giai đoạn tới khi mà thị trường nó có những cái nhịp kéo dưới này con này đúng không? kéo dưới thì con này nó vẫn sẽ kéo lên còn nếu mà nó có những cái nhịp điều chỉnh thì có thể con này nó sẽ làm sao nó tạo một cái nền đi ngang đấy hoặc là nó sẽ rung lắc nhẹ nhàng thì lúc đấy là chúng ta sẽ làm sao nó sẽ thể hiện nó là một cái cổ phiếu khỏe thị trường đấy lúc nào nó bật lên phát là con này lại bật nền đấy cứ tăng 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 cứ tăng dần tăng dần đúng không nó sẽ giống như cái đoạn này, này. đấy thị trường chỉnh nhưng mà nó cứ đi nó cứ nó có thể nó tăng luôn đấy nó tăng này hoặc là nó điều chỉnh đi nền ngang rất là nhẹ nhàng được chưa nên là đó là lý do vì sao ấy mà mình mới đề cập cái chị là khi mà thị trường có điều chỉnh này là cái cơ hội để chúng ta làm sao đảo đi đảo từ những cổ phiếu yếu sang những cái cổ phiếu nó khỏe ví dụ nếu mà chúng ta so sánh giữa HPG và một cổ phiếu bất động sản đi nhé DG thật ra là mình cũng rất là thích nhưng mà cái đoạn này, này mình không đề cập đánh DG nữa được chưa mặc dù ngày hôm nay nó có một pha hồi tương đối là tốt đấy nhưng mà mình đánh giá là điểm hồi này, này nó cũng không an toàn bao giờ nó phải là những cái điểm nổ điểm vượt thì mình mới đánh sau nhé đấy bởi vì là có cái cơ hội nó tốt hơn an toàn hơn thì tại sao chúng ta không lựa chọn đúng không còn một số anh chị nào mà uh, xác định mà kiểu thích đánh giá rẻ gom ấy, thì mình đề cập là gom là phải gom từ khi mà nó nó có những nhịp rũ này nó từ đáy này đấy chưa đấy chứ hôm nay nó kéo lên thì cũng đừng đừng vào làm cái gì đúng không kéo lên thì nó lại làm sao kéo lên này mai một hai phiên nó kéo lên nhẹ nhàng xong nó lại rũ cho phát nữa chưa rồi sau đó nó mới kéo lên nó lình xình lình xình lình xình thì lúc ấy chúng ta sẽ rất mất thời gian đối với những cổ phiếu này trong khi nhờ trong khi đó những cái con như DGC này này đó chúng ta nhìn này, nó tăng rất là mạnh hay là HPG này nó tăng rất là mạnh nhá xung lực rất là khỏe hay FPT này FPT này đó những cổ phiếu kênh trên và nó có những cái điểm nổ pivot rồi đó thì nó cái xung lực của nó rất là khỏe thấy chưa ngày hôm nay thì có thêm NTL này, cũng bật tăng rất là khỏe nhá nhưng mà bản chất con này mình để cập lại chỉ có thể đánh ngắn thôi bởi vì cái biên chạy của nó quá nhiều rồi. Đấy, biên chạy của nó hơi nhiều à, biến chạy nó hơi hơi dốc nên là nó sẽ kiểu là những cái trạng thái đánh ngắn có thể nhá nó sẽ chỉ kéo lên một một tí nữa thôi xong rồi nó lại rũ tiếp xong rồi nó lại kéo lên đấy nó sẽ kiểu như thế nên là đối với trạng thái này thì đánh thiên về cái trạng thái đánh ngắn còn những cái trạng thái mà nó có nền tảng ấy, như dgc như fpt đúng không thì nó sẽ chạy lên rất là bền vững fpt như là hpg đấy, chạy lên rất là bền vững nhá hay là tip con tip này, này. đó các anh chị có nhớ không là những cái phiên này gọi là những cái phiên những cái pha squat đấy có nghĩa là nó phải nhún xuống đúng không à, trong tập gym ấy, squat là cứ ngồi ngồi xổm xuống ấy đấy nhún xuống ấy đó thì những cái pha này nó sẽ là những cái pha squat sau một cái nhịp mà nó nó pivot xong nhá nó pivot xong mà nó không thuận với thị trường đúng không cái điểm pivot của nó này là lúc mà nó neo vào đỉnh nên là nó không thuận với thị trường thì nó sẽ phải có những cái nhịp mà mà nó điều chỉnh nhún lại giống như HPG ấy đó nên là con này nhún lại phát nó sẽ lại tăng thì mình đánh giá là con tip này cũng là một trong những con khỏe nên là đề cập với các anh chị lấy từ hôm qua nó cũng vẫn là hợp lý, thấy chưa? Còn có tip ấy, đã đề cập lấy từ những cái vùng dưới này rồi cơ. Đấy vùng hôm qua chỉ là những cái anh chị nào mà bị bỏ lỡ nó thì còn có thể tham gia nhé. Hay là như HPG ấy, đúng không? Tham gia phải tham gia từ những lúc này rồi, thấy chưa? Đoạn này nó cũng sẽ là đoạn gia tăng, đấy. Đoạn tham gia thêm, đúng không? Đánh break vượt đỉnh này cũng là đoạn gia tăng thêm, đấy. Đúng không ạ? Đấy thì đối với cái trạng thái của dòng thép nhé. Ngày hôm nay thì thấy thép lên cũng khá là mạnh, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn. Này, thì HPG ấy, mọi lần mọi người toàn bảo là NGAG hay là HSG nó có cái cái độ phiêu hơn nhưng mà chúng ta nhìn đâu ngày hôm nay con này mấy con này bị bán cụt đầu luôn đấy nhưng mà HPG nhìn xem nó nó thể hiện cái sức mạnh tuyệt đối luôn đúng không thể hiện cái sức mạnh tuyệt đối mặc dù nó không trần nhưng mà nó là một pha pivot rất là đẹp và một cái nền tảng rất là ngon được chưa bởi vì nó là cổ phiếu kênh trên nhé bởi vì nó là cổ phiếu kênh trên và dòng tiền nó lựa chọn nó cũng rất là rất là nhiều nhá đó <laughs> cái tiêu chí để lựa chọn một cái cổ phiếu để đánh ấy thì mình đã đề cập hết rồi đúng không thứ nhất là phải xem là nó có nền không đúng không nó có một cái mẫu hình vcp ổn thứ hai có thể xem tiếp là nó có cái dòng tiền mà chưa thì chúng ta nhìn từ những cái cái phiên dòng tiền lớn này thì nó hầu như nó đều là những cái phiên tăng với von uh, về cái cái phiên phiên xanh đúng không thì nó là những cái thể hiện là cái trạng thái là nhà đầu tư lớn ấy, người ta đang gom gom từ nền và những cái phiên đánh break này nó là những cái điểm pivot được chưa đấy nên là các anh chị phải chú ý cho mình nhá. Đó. Còn các anh chị nào mà chưa mua được HPG ấy thì chúng ta nên nên nhá, nên chờ đợi những cái nhịp mà nó nó có những cái nhịp gọi là uh, những cái fast squat xuống tiếp chẳng hạn như vậy. Đấy nó cứ nhún xuống nó điều chỉnh xuống xuống ấy thì chúng ta có thể mua. Đấy, mua ở những cái điểm đấy nó sẽ không phải là điểm mua chuẩn nhưng mà nó sẽ là những cái điểm đánh ăn theo thôi. Đó, đánh theo theo cái cái, cái dòng tiền của nó đang đang khỏe nhá. Chứ bởi vì là nếu mà nó xây một cái nền này này, xây một cái nền từ cái thời điểm tháng 7 đến hiện tại mà nó nổ lên ấy mà nó chỉ chạy 50% ấy, thì mình nghĩ là không thể nhá. Dòng tiền lớn như vậy nó sẽ còn đánh nhá. Đối với HPG nó sẽ còn đánh. Nhưng mà bây giờ để tìm những cái vị thế gia tăng thì chúng ta cần phải phải, tìm những cái trạng thái mà nó có những cái pha squat sau một cái điểm điểm nổ này nó sẽ là hợp lý. Còn ngày mai ngày kia mà nó cứ chạy thấp lên thì thôi. Gần như là các anh chị sẽ không có điểm mua nhá. Vậy nó cứ chạy thấp lên như H, như để, uh, DGC này thì gần như các anh chị sẽ không có điểm mua đâu. Đấy. Còn muốn có điểm mua ấy, là phải đợi những cái pha squat xuống này, này là chúng ta phải nhặt Nhé, nhặt ở những cái pha từ điểm nổ này nó nó điều chỉnh xuống này đấy nó nhúng xuống thì lúc này chúng ta có thể mua ok không ạ rồi tiếp tục trao đổi về thị trường quay trở lại thị trường nhé thì hiện tại là mình cũng đang hướng là thị trường nó sẽ theo cái kịch bản thứ hai và gần nói, chung là nó 90 phần trăm là kịch bản hai rồi à không nó chỉ đúng một nửa đấy nhá là đang hồi phục luôn và kéo đúng không ai, quay trở lại 1240 1250 thì chúng ta sẽ xem xét ngày mai ngày kia nó có kéo lên tiếp không đấy còn trong trạng thái kéo như thế này thì mình đánh giá là chúng ta cũng không nên không nên đu và làm gì cả đấy trong cái trạng thái nó kéo như thế này thì nó sẽ tiềm ẩn cái rủi ro đó chính là uh, nó sẽ kéo lên này và rồi nó lình xình một hai phiên và những cái phiên ở đây này nó sẽ làm sao đi với biên độ hẹp ấy đó và thanh khoản nó cũng cao cao này thì rất dễ nó sẽ có những cái pha phân phối tiếp đấy chứ nó sẽ phân phối hai lần như vậy để nó nó rũ hết hàng rồi thì nó mới đánh một cái nhịp nhịp mới nó nó gọi là gì nó thanh thoát được nhá nên là chúng ta cũng cần phải chuẩn bị những cái rủi ro có thể có thể xảy ra nhé. Những cái rủi ro có thể xảy ra để chúng ta làm sao? À, ví dụ ai mà đang có những cái mức đệm lợi nhuận, ví dụ đánh từ đoạn này lên đoạn này mà đệm lợi nhuận khoảng 10%, 15%, chúng ta hoàn toàn có thể chốt lời một ít đúng không? Chốt một ít để nếu mà nó có những nhịp rung lắc chúng ta chủ động chúng ta gom thêm được còn đối với những vị thế mà ví dụ như HPG này thì gần như là cái chị phải đánh cược và phải cầm nắm giữ thật lâu cho mình nhé đừng có rớt đừng có rớt sớm được chưa? kể cả nó có những cái nhịp squat xuống này nó lại là cơ hội cơ. ví dụ nó thế này, thế này lại là cơ hội cơ. nhưng mà mình nghĩ là mình nghĩ là nó sẽ sẽ đi theo cái chiều hướng thế này lên cơ. đấy. có nghĩa là nếu mà nó có đi ngang ấy, nó có nó có nó có đi chậm ấy thì nó cũng sẽ là đi theo cái cái chiều dốc lên ví dụ như cái đoạn này thể hiện cái sức khỏe tuyệt đối của nó nhé. đấy. thì những cái trạng thái mà cổ phiếu nó khỏe hơn so với thị trường thì mình đã đề cập rồi còn ngày mai mà thị trường nó nó vượt lên trên này và những cái cổ phiếu khác ấy nó cũng thể hiện cái sức khỏe của nó ví dụ như là những con kênh dưới ví dụ ở kênh giữa chẳng hạn ví dụ như Dg các thứ nó cũng đổi lên ấy. thì nó cũng là những trạng thái bình thường chúng ta cũng đừng có có đuổi theo nhé đừng có uh, gọi là gì đua theo những cái trạng thái ví dụ ngày mai nó kéo thì mình đánh giá là nó nó hơi rủi ro nhé hơi rủi ro hiện tại thì những con đấy nó cũng chưa có sóng nữa đấy còn bây giờ bảo là tập trung vào cổ phiếu nào thì uh, uh, Trước khi uh, mình trao đổi về tập trung vào những cổ phiếu nào ngày mai thì các anh chị uh, nếu mà quan tâm đến uh, những cái khuyến nghị của mình trong trong phiên giao dịch nhé trong phiên trước phiên hoặc là ngoài phiên giao dịch thì các anh chị có thể tham gia vào Zoom cộng đồng. Trong dung cộng đồng thì mình đã gắn cái cái mã QR ở trên màn hình nhé thì các anh chị có thể quét mã QR để tham gia dùm cộng đồng hoặc là xuống phía bình luận ấy nó sẽ comment, nó sẽ có cái comment ở phía bên dưới về link tham gia và dung cộng đồng. Còn nếu mà chúng ta muốn tham gia vào dung khuyến nghị và tư vấn nhé. Dung khuyến nghị và tư vấn thì mình sẽ chủ yếu về phí mã và đưa ra những cái cái quan điểm về phương pháp. Còn dung cộng đồng ấy nó sẽ là nơi để chia sẻ những cái kiến thức, chia sẻ những cái phương pháp cho các anh chị để chúng ta có thể nắm bắt được. Bởi vì thật sự ấy, trải qua cái nhịp này thì nhiều anh chị ngày hôm nay như mình ấy, là mình cũng khá là khá là bận bởi vì là ngoài những anh chị hỏi mua hỏi bán hay là cảm ơn hay là thế nọ thế kia thì các anh chị còn trao đổi với mình về những cái vấn đề là À, nhờ vào những cái video này, này. thực ra cái việc phím ấy, nó cũng là một phần nhưng mà sẽ có những người mà người ta phím nó rất là mơ hồ đúng không chúng ta không biết được là tại sao chúng ta lại phải mua mặc dù có thể điểm mua đấy nó là điểm mua đúng nhưng mà người ta không biết được là tại sao chúng ta lại mua ở điểm này nên là dù có lần sau các anh chị nhìn thấy cái cơ hội đấy thì các anh chị cũng không thể nắm bắt được nhưng mà nếu mà các anh chị có được những cái phương pháp và có được những cái, uh, cái nội dung chia sẻ như thế này thì các anh chị cứ ngày ngày các anh chị xem này xem đi xem lại xem đi xem lại thì dần dần nó sẽ hình thành một cái thói quen đấy chưa? là chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu này nó sẽ có cái form này thì chúng ta có thể tầm ngắm đúng không có thể tầm ngắm và xác định cái điểm mua đấy cùng nhau trao đổi thêm một tí nữa là chúng ta sẽ xác định được những cái điểm mua thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được và chúng ta nhìn thấy cơ hội thì chúng ta mới uh, chúng ta nhìn được cơ hội thì chúng ta mới mới đánh được đấy mới có thể tự kiếm lời được và kiếm được lâu dài được chưa biết biết lý do vào thì cũng sẽ biết được là tại sao À, chúng ta phải thoát đúng không? Tại sao chúng ta phải cắt lỗ? Ví dụ như uh, ví dụ như mình nhá, mình đề cập luôn về cái vấn đề về con DBC ngày hôm nay. Đó. Uh, ngày hôm nay thì cũng có một một người hỏi là có có nên đánh không? Bởi vì nhìn thế này có thể nó sẽ đánh vượt địch thì mình cũng đề cập là khả năng ấy. mình em em nghĩ là ngày hôm nay nếu mà mua ví dụ nếu mà chúng ta mua ATC nhá thì nó sẽ lợi lợi một cái một cái phiên hàng về. Được chưa? Còn với cái trạng thái này rất dễ nó sẽ có những cái nhịp kéo lên. Được chưa? với cái trạng thái mà thị trường nó kéo dưới nó sẽ kéo lên tiếp rồi nó mới bắt đầu rung rũ chứ đúng không đấy thì em sẽ hướng về cái trạng thái này thì đối với ai đánh ngắn ấy, thì mình nghĩ là ngày mai có thể DBC nó sẽ, sẽ sẽ, sẽ, trồi lên nổ lên đấy chứ nhưng nhưng mà với cái rủi ro là gì rủi ro ấy, nó chính là nếu mà ngày mai thị trường kéo mà con này nó không nổi lên thì sao nó cứ lình xình ở quanh cái đỉnh này thôi thì nó sẽ rủi ro của nó sẽ là làm sao nó sẽ bị đánh xuống đây luôn đấy chứ thì nếu mà chúng ta biết được là lý do chúng ta mua ấy, là lý do chúng ta mua tại ngày hôm nay là chờ một pha nổ lên nhưng nếu nó không nổ lên đúng không thì nó thể hiện cái sức khỏe của nó là nó yếu hơn với thị trường đúng không thị trường hiện tại nó đã vượt lại cái đỉnh cũ sau một nhịp điều chỉnh mà con này nó không không vượt được thì chính tỏ nó đang yếu hơn so với thị trường mà nó chỉ neo neo lên cái mức đỉnh này, này thì rất dễ nó sẽ bị đạp được chưa nó sẽ rất dễ bị đạp đấy thì đạp thì nếu mà chúng ta mua được chúng ta biết được cái phương pháp đấy thì chúng ta có thể nhá hàng về mà chúng ta thấy nó cái linh sinh thì chúng ta bán luôn đúng không kệ không lãi được còn hơn là bị lộ nhá còn nếu mà mua phát mà nó đúng luôn thì lúc ấy là chúng ta biết rằng là chúng ta đang đúng nhá và lần sau chúng ta cứ cứ dần dần chúng ta áp dụng đấy còn uh, cái vấn đề là chẳng qua là ví dụ là uh, sẽ có những nhà đầu tư người ta bảo là người ta kinh nghiệm năm 10 năm nhưng mà nếu đối với những cái trạng thái mà kinh nghiệm năm 10 năm ấy mà chúng ta có được những cái thói quen xấu ví dụ là nói chung là cái việc lâu ấy là nó chỉ hình thành những cái thói quen thôi nếu mà chúng ta có những cái thói quen xấu chẳng hạn như là hay gồng lộ và hay chốt lời sớm hoặc là thói quen xấu là chúng ta không có một cái phương pháp gì chúng ta cứ mua bừa bán bừa mua theo tin thì thì hình thành nên cái thói quen xấu và nói chung là sẽ vẫn lỗ thôi nhé còn đối với anh chị nào chẳng hạn chúng ta mới tham gia chẳng hạn nhưng mà chúng ta được uh, gọi là gì trang bị những cái kiến thức nó um, nó bổ ích và nó là những cái kiến thức mà nó đã được xác thực nhá nó đã được xác thực và đã được chứng nhận và nó được những nhà đầu tư lỗi lạc trên thế trên thế giới người ta viết lại còn mình là người uh, học hỏi mình là người tiếp thu và ứng dụng nó trong cái trạng thái thị trường của Việt Nam nhé Thực ra là mình có sử dụng những cái kiến thức của người ta và mình phải thật sự là phải bách test lại với toàn bộ cổ phiếu nhé với toàn bộ giai đoạn thị trường để xác xác nhận được cái đấy nó có có cái tính ứng dụng đồng thời nó cũng phải làm sao phù hợp với cái thị trường Việt Nam đấy và xem được những cái vậy, ngoài ra những ngoài ra thì còn phải hiểu được những cái cái chi tiết nó nhỏ nhất để có thể trao đổi với các anh chị đó nên là theo mình thì nếu các anh chị nào mà mà quan tâm đến phương pháp thì chúng ta nên à, nên theo dõi những cái buổi chia sẻ này thì nó sẽ có nó sẽ giúp ích cho các anh chị nhé dần dần nó sẽ hình thành nên cái thói quen chúng ta mua vì gì chúng ta mua vì lý do gì thì chúng ta sẽ biết được là lần sau chúng ta có những trạng thái đấy chúng ta có thể mua nhá và nếu chúng ta mua sai thì chúng ta hoàn toàn có thể biết cắt lỗ đấy chưa nên là các anh chị cũng đừng ngại tiếc gì mà thả những cái à, thả like đúng không like share và follow kênh cho mình nhé like share và subscribe kênh cho mình đấy chưa Cảm ơn các anh chị. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn này trạng thái của NTL này đúng không? Nếu mà các anh chị nào mà mua từ hôm qua chẳng hạn, đúng không? Chúng ta kỳ vọng là nó sẽ đủ nhưng mà nó cứ đi lình xình một hai phiên nữa mà thị trường lúc ấy nó lại kéo dứa lên thì chắc chắn những con này nó sẽ bị đạp xuống nhá. Cái đấy là liều chắc chắn. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta mua chúng ta thấy nó nổi rồi thì có nghĩa là nó đang thể hiện cái sức khỏe nó nó tốt được chưa? Thì có thể là những cái phiên tới nó nó chứng lại cũng được. Ít ra chúng ta cũng có được cái đệm lợi nhuận nhá. Còn đánh ngắn mình thấy là hợp lý. Chẳng hạn như SSC cũng thế này, đúng không? hôm qua cũng đề cập về những cái trạng thái của những cổ phiếu này rất dễ nó có những cái điểm nổ lên đó. còn nếu nó không nổ thì thôi xác định là đánh ngắn là hàng về mà nó không nổ là phải chuồn đúng không đấy dgc sức khỏe rất là tuyệt vời nhá khỏe hơn hẳn so với thị trường luôn đấy nó dốc lên này mà thị trường nó bắt đầu nó nó điều chỉnh đúng không mà con này vẫn giữ được cái nền quá khỏe lc vẫn khỏe nhá đó còn những cổ phiếu như dg này thì mình đánh giá này nó thế này nhá đến lúc nói thật nó kéo lên đến đây thì các anh chị nghĩ là sẽ có những ai bán này nếu nó kéo lên đến đây nhá thì nó sẽ bị những cái nhà đầu tư bị kẹt hàng ở đây này người ta bán mà lúc đấy thị trường nó lại đang ở trạng thái kéo dưới mà nó sắp chỉnh thì chắc chắn sau một nhịp chỉnh nó lại bị dụ tiếp nhá lại bị dụ tiếp còn sau đó nó có vào sóng hay không thì mình không biết nhá mình không biết đâu đó còn đấy là đối với trạng thái mà trường hợp mà thị trường nó ở cái kịch bản hai là nó neo ở đây nhá và nó cân bằng một hai phiên nhưng mà nó là những cái cây nến gọi là cây nến nó nó biên độ nó nó hẹp ấy Đấy và thanh khoản nó vẫn lớn đấy. nó giống như cái đoạn này này đấy. nó cứ linh sinh ở trên này đúng không linh sinh ở trên này von lớn như vậy rất dễ có những cái nhịp đảo và cái đoạn này nếu mà nó quay trở lại những cái đoạn như vậy thì rất dễ như thế nhá đây là cái chị phải chú ý cho mình còn trong một cái trạng thái mà nó tuyệt vời hơn ấy là nó có một pha break lên luôn đấy chứ? một pha break lên luôn với von lớn thì nó lại khác nhé một pha break lên luôn với von lớn thì có thể nó sẽ phải neo nó sẽ phải phô thêm rồi nó mới phải nó mới chỉnh ở cái đoạn dưới này để cho nó tạo một cái nền nền mới ở dưới Đấy, nhưng mà nó sẽ cao hơn đoạn này, được chưa? Nên là các anh chị uh, tùy vào thị trường để chúng ta ứng biến nhé. Còn về trạng thái thị trường ngày mai, bạn là nó nó sập luôn ấy, thì mình lại lại không thiên về trạng thái đấy, mà mình nghĩ là là nó sẽ có những cái pha kéo kéo dướn lên thêm nhé. Nó sẽ kéo dướn lên thêm với cái trạng thái mà ngày hôm nay HPG, SSI, các thứ nó kéo như vậy thì rất dễ ngày mai nó sẽ kéo dướn lên thêm và nó sẽ làm sao có những cái pha uh, cân bằng điều chỉnh và đây là và rũ nhé. Đây là chúng ta cũng phải chú ý về một cái rủi ro nhé, chú ý về một cái rủi ro giai đoạn nào của thị trường nó cũng sẽ có rủi ro. Nếu mà chúng ta uh, xác định được là rủi ro nó là gì và chúng ta vào lệnh thì chắc chắn là các anh chị sẽ không bao giờ bị thua lỗ lớn. Ví dụ, uh, ví dụ như NTL chẳng hạn, quay lại về NTL, đúng không? Nếu các anh chị xác định mua tại đây, các anh chị biết được là rủi ro sẽ là khi mà thị trường kéo nhưng mà những con này nó vẫn cứ lình sinh, đúng không? Thị trường nó kéo dướn, những con này nó vẫn lình sinh, thì có nghĩa là những con này nó không thể được cái sức khỏe khi mà thị trường nó nó hồi. Những cái con mạnh đáng ra nó phải được hồi chứ đúng không? Những cái con mà dòng tiền nó quan tâm thì nó phải được đổ vào chứ đúng không? Nhưng mà những cái con này mà nó không hồi thì rất dễ nó sẽ phải đạp xuống nó mới lên. Được chưa? Giống như những con DG đoạn này này, đúng không? Thị trường lên ấy, nhưng mà những con này nó cũng chỉ kéo lên dưới lên đây rồi nó lại làm sao? Lình xình lình xình với những cái trạng thái mà cây nến uh, biên hẹp và von lớn đúng không? Thì rất dễ nó sẽ có những cái nhịp đạp xuống. Được chưa? Có những cái con mà nó thể hiện sức khỏe của nó như thế này. DGC đúng không? Nó có một điểm pivot quá đẹp ở đây luôn. Được chưa? Đấy, nó có một điểm pivot ở đây, là một cái điểm mua cực kỳ đẹp được chưa? cái đoạn này là mình đề cập ở những cái đoạn 92 93 ấy, là có thể đề cập được được chưa? Đấy, và sau đó nó sẽ có những cái điểm điểm gia tăng là những cái điểm mà nó làm sao nó trứng lại và nó có cái sức mạnh khỏe nó khỏe so với thị trường chúng ta hoàn toàn có thể đánh được đấy đúng không ạ à, còn à, ấy, quay trở lại là về một cái nội dung nữa là ngày mai sẽ có những cổ phiếu nào để đánh thì theo mình là để đánh mới thì nó sẽ sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều rồi đúng không về một cái trạng thái là mình đang nghiêng về cái trạng thái là thị trường nó sẽ có cái rủi ro trong ngắn hạn như vậy nên là mua mới trong ngày mai nó sẽ hơi khó đấy nhưng mà về cái trạng thái là cổ phiếu nào nó sẽ được kéo thì mình đánh giá quan điểm nhá thì có thể những cổ phiếu như thế này đấy, nó sẽ được kéo kéo dưới lên bởi vì cái trạng thái trước đó của nó khá khỏe nhá nó có những cái điểm pivot thì đối với những cổ phiếu này nó là những cổ phiếu khỏe nó rất dễ được kéo lên khi mà thị trường tăng đấy chưa đấy đấy hay là có PVD đấy đoạn này có PVD chúng ta cũng phải tập trung cho mình cái đoạn này có có nhóm dầu khí thì mình thấy là PVD nó đang hình thành được một cái cái nền tương đối là tốt tương đối là tốt có một số cổ phiếu có nền đẹp này, thì khả năng những cái nền đẹp này nếu mà nó không đánh được ở cái đoạn này đúng không ví dụ nếu nó đánh ở đoạn này đi thì nó sẽ dễ có những nhịp squat xuống để đánh một đoạn sau đấy còn nếu nó không đánh đoạn này thì rất dễ cái đoạn sau nó sẽ đánh nên là khi thị trường ấy mà nó bây giờ sẽ nói xa hơn một chút này khi mà thị trường ấy, nó nó xong những cái nhịp rũ rồi mà nếu mà nó quay trở lại một cái nhịp uptrend thì những cái đoạn sau này những cái đoạn trên này này đấy, ví dụ vậy những cái đoạn trên này chúng ta phải tập trung cho mình những cái cổ phiếu nào mà nó có nền nó còn nền nhé và những cổ phiếu mà kênh trên của hiện tại ấy, lúc đấy nó đã chạy quá xa so với kênh rồi ví dụ lúc đấy những con như DGC ấy, nó lại neo lên những cái vùng 120 rồi thì lúc đấy chúng ta ít quan tâm hơn lúc này chúng ta lại quan tâm đến những cái cái cổ phiếu mà nó có cái nền ví dụ ví dụ lúc đấy có thể là những cổ phiếu bất động sản nhé rất có thể lúc ấy là những cổ phiếu bất động sản nó có cái nền được chưa nền tích lũy như thế này nó có những cái pha rũ rồi nó có những cái điều kiện rũ này thì mình đánh giá là đây tại sao đoạn này mình vẫn quan tâm đến những con DG bởi vì nó có những pha rũ hay là những con DG bởi vì nó có những pha rũ được chưa đấy rũ xong có thể nó sẽ lên thì nó sẽ là những cái nhịp đánh cho đoạn sau đánh cho đoạn sau là đánh cho những cái cổ phiếu nó còn form mua được chưa đấy chẳng hạn như cái đoạn này này nếu mà chúng ta cứ, cứ, lại cứ chấp niệm là là chỉ đánh cổ phiếu bên trên chẳng hạn thì lúc đấy chúng ta lại bỏ lỡ những cái cổ phiếu này nhé nó sẽ phải tùy từng giai đoạn này ví dụ như cái giai đoạn này chúng ta sẽ phải đánh những cổ phiếu như thế này đấy khi mà những thị trường nó đã kéo cao lên rồi đúng không nó hết cơ hội ở những cổ phiếu kênh trên kênh trên nó chạy quá xa rồi ví dụ những cái đoạn này ví dụ như những cái con đầu tư công có thứ nó chạy, chạy chạy xa xa lắc xa lơ rồi đúng không Đấy, hoặc chứng khoán cũng chạy xa, xa lắc xa lơ rồi. thì lúc này chúng ta lại tìm ra những cái nhóm ngành mà nó có cái sự đồng thuận về form ví dụ như bất động sản này, chúng ta nhìn này. Novaland này. đây là một cái nền mẫu hình VCP còn gì nữa đúng không VCP đây biên độ thu hẹp dần này. Đấy, thu hẹp dần thu hẹp dần thu hẹp dần thu hẹp dần và nó có một điểm pivot thì những cái điểm này là những cái điểm đánh còn gì nữa đúng không còn nếu mà chúng ta theo dõi thì trước ấy, chúng ta hoàn toàn có thể mua tại những cái điểm mà nó nó siết vô nó kiệt vô như thế này luôn nhé chính cái điều Novaland là cái điều mà mình đã đề cập ở cái giai đoạn trước và đánh ăn được đúng một cái sóng này luôn đấy đó là một cái cái phương pháp và bây giờ mình vẫn giữ nguyên cái phương pháp đấy để mình đánh đúng không ạ đấy. đây là cái điểm mở bị thế này đây là cái điểm đánh gia tăng này được chưa đó đấy các anh chị này nhìn này lý do vì sao mình bảo là đây tại sao đoạn này không mua được đấy bởi vì sao thực có hai lý do thứ nhất là đoạn này <laughs> biên độ của nó À, gọi là gì cái thời gian nó nén quá nó tăng gấp quá đấy chứ và đồng thời cái điểm nổ này cái điểm nổ này đẹp chứ tăng trần với von cực lớn đúng không von cực lớn như thế này nhưng mà nó lại ở trong một cái giai đoạn thị trường mà nó đang kéo dướng các chị ạ đây điểm nổ này. nó ở trong cái giai đoạn thị trường mà đang kéo dướng đây chúng ta nhìn nhá chúng ta đừng có nhìn ngày mai ngày mai có những cái điểm nổ mà nó uh, mà cổ phiếu nó kéo dướng mà nó là chúng ta lại lại mua là cũng hơi hơi nguy hiểm đấy. ngày mai mà nổ mà kéo dướng trong một cái trạng thái thị trường kéo dưỡng là mua là nó cũng dễ chỉnh ví dụ như cái đoạn Novaland này, này. đây điều chỉnh này hồi một hai phiên này đó Mồi, hồi một hai phiên thì không thấy mặt đâu nhưng mà hồi cái phiên thứ thứ ba rồi kéo dướn này rồi mới bắt đầu ngoi lên ngoi lên phát đúng không thứ nhất là nó nó vẫn ở cái vùng cản thứ hai là thị trường ở vùng cản đấy nên là nó bị đạp lại là bình thường nhá đạp lại là bình thường đặc biệt nó còn không có sóng nữa nó còn không phải là cổ phiếu kênh trên nữa đấy nên nó bị đạp lại nó tích lũy thêm là bình thường nhá đó nên là lý do vì sao HPG đoạn này không mua đấy. HPG đoạn này cũng nổ cũng von tốt nhưng mà mình không mua mà mình sẽ phải chờ những cái đoạn điều chỉnh này đấy điều chỉnh squat này mua sau đấy nó sẽ an toàn hơn bởi vì cái điểm nổ này chúng ta nhìn này cái điểm nổ ấy nó ở đâu lúc thị trường nó kéo dướn quá nhiều nó ở quanh cái vùng mươi 224 nhưng mà cái đoạn này cũng ở hai mươi 25 nhưng mà nó sau một cái nhịp điều chỉnh lại sau một cái nhịp dụ thì nó lại khác nhé thế là các anh chị chú ý những cái điểm mua nhé đấy nó sẽ là những Ờ, trong sách các hướng người ta cũng không không đề cập lắm đâu người ta không đề cập đâu Nhưng mà cái này nó là cái sự quan sát của mình nhé nên là mình muốn chia sẻ cho các anh chị để chúng ta sẽ có được gọi là có được những cái quan điểm đấy, có được những cái, cái cái sự nhìn nhận đâu là điểm nổ chuột đâu là một cái điểm nổ nó mang tính rủi ro đấy. Đã tới thì chúng ta cứ tập trung cho mình mấy cái con có thể ngày mai thì đấy ngày mai thì mình thiên về những cổ phiếu như DBC này có thể có thể chạy tiếp sức khỏe rất là tốt còn PVD này này ngày mai mà nổ ấy thì cũng hơi rén nhá ngày mai mà nổ cũng hơi rén nhá đấy, nổ mà nó lại cũng không hết biên ấy còn nói thật ai mà kiểu ở săn săn trước cái cái nhóm dầu khí thì chúng ta hoàn toàn có thể mua từ nền nhá. hoàn toàn có thể mua từ nền khi mà nó nổ ấy, chúng ta có vị thế rồi nó có chỉnh chúng ta cũng chả lo đấy chỉnh và nhịp sau nó nó squat xuống và nó bật tăng thì ngon nhá nói chung là dòng dầu khí chúng ta cũng có thể theo dõi được và nếu theo dõi dầu khí thì nên theo dõi con PVD này cho mình nhá đó, đây là hai cổ phiếu mà mình đánh giá là là ok. Còn thực ra là hôm nay à, cũng chưa soi xét hết được những cổ phiếu trên thị trường. Đấy, hoặc là có VGC đúng không? Sau một nhịp squat này thì mình đánh giá là cũng ổn, được chưa? Nói chung là nó không phải là cổ phiếu khỏe hơn thị trường. Khả năng là nó sẽ phải ở cái đoạn sóng sau. Nhưng mà chúng ta cứ theo dõi nhá, phải theo dõi nó. Được chưa? Nó cũng có một cái nền tích lũy rất là ổn. Đấy, nó cũng ở những cái kênh kênh phía trên, Đấy chưa? chẳng qua cái điểm nổ của nó này nó ở cái thời điểm nó không phù hợp thôi các anh chị ạ đấy nó nổ khi mà thị trường làm sao khi mà thị trường nó kéo dướn nhé đấy khi mà thị trường kéo dướn nên là nó bị squat lại nó bị điều chỉnh lại là bình thường nhé đấy còn cùng với cái trạng thái của nó con tip này nó cũng nổ cái đoạn này này nhưng mà nó lại sức nhìn ấy, nhìn cái trạng thái của nó chắc chắn nó khỏe hơn rồi đúng không đấy nên là nó mới nó mới squat nó nó không về cái đỉnh nó không chạm về cái nền này chứ đúng không nên là nếu mà lựa chọn nhé thì chắc chắn tip sẽ khỏe hơn VGC là cái chắc rồi. Vào VGC sẽ gọi khỏe hơn KBC là cái chắc rồi. vì KBC nó thậm chí là nó không còn có điểm pivot các anh chị ạ. Đấy. Nên là uh, nếu mà đánh khu công nghiệp nhá thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tập trung có có tip có VGC vẫn ok. Nói chung là này mình cũng sẽ chỉ đánh kênh trên thôi. Còn nếu mà nói về bất động sản ấy, kênh trên ấy, đợt này đánh ngắn ấy thì còn có đợt này đánh thì còn có 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 PDR được. Đấy, bởi vì sao? Trước đó nó có điểm pivot rồi và đây là một cái nhịp gọi là gì squat này đấy đây là một pha squat này các anh chị phải chú ý cho mình này đây là pha squat này đấy có thể là những cái nhịp kéo dưỡng của thị trường sắp tới nó sẽ kéo những cái con như thế này đấy đây là một pha squat này nên là với anh chị nào mà đam mê mà gọi là thích được những cái cổ phiếu bất động sản này, thì nên vào những con PDR sẽ hợp lý hơn nhé mình đánh giá là nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều đấy đấy ngày mai mà nó có nổ bù ấy, thì chắc chắn nó sẽ thể hiện cái sức khỏe tốt hơn nó sẽ là những cổ phiếu mà nó nó bật tăng mạnh hơn và nó ít bị chỉnh hơn đấy là điều chắc chắn nhé chứ nếu mà bây giờ lựa chọn giữa PDR và, uh, và, và 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 CEO chẳng hạn thì mình sẽ vẫn chọn PDR nhé mặc dù ngày hôm nay nó bật tăng từ nền ấy, đấy nhưng mà nói chung là nó lên đến đây lại gặp những người bán này đấy, nó khó lên thốc đó. nó sẽ lại lình xình nó giống như cái mấy cái con hút này này đấy, cứ lên này nó lại bị bán lên này bị bán đúng kênh dưới này bây giờ làm sao đánh được đúng không? đừng ai hỏi mình đánh cái đoạn này, hỏi mua con hút nhá. trừ khi các anh chị gọi là uh, tìm hiểu về những cái uh, cái doanh nghiệp của nó và xác định được gọi là giá trị của nó và các anh chị muốn mua cầm lâu dài, đấy, nói chung là không quan tâm. còn nếu mà xác định đánh sóng mà mà các anh chị có cái nhu cầu là muốn nhìn cổ phiếu đấy có thể là sẽ tăng luôn ấy, thì chúng ta đừng đừng hỏi những con hút này. Đó. Chứ nhiều anh chị lạ lắm, uh, thích mua là mua phát song tăng luôn nhưng mà lại hỏi những cái cổ phiếu mà nó, nó toàn là kênh dưới, nó yếu yếu ớt ấy. thì làm sao mà nó tăng lên được đúng không ạ? đấy nên là sell thì mình đánh giá là cũng không khỏe bất động sản thì đánh giá được con PDR đấy cao su thì thấy uh, nhưng con như là PDR này à, DPR này cũng ổn này đấy rất dễ nó sẽ bật lên nhá đoạn này bật lên là nó cũng cũng một một cái điểm vượt cũng ổn này nhưng mà cái đấy đoạn này vượt là cũng vượt đỉnh này cũng có thể theo dõi được nhá đấy còn nói chung là vào ngày mai mua là sẽ 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 mang cái tính rủi ro hơn ấy. nhưng mà nếu mà nó nổ Ta cũng hoàn toàn có thể, thể thử được nhé thử là gọi là gì nhưng mà phải biết được là rủi ro ở đâu cái chị ạ à? nếu mà các anh chị có được cái phương pháp này rồi thì ngày mai cái mua cái chị mua ấy, là chúng ta sẽ mua ấy, và chúng ta biết được là cái rủi ro có nghĩa là gì mua xong nó bị nổ xịt và nó thủng lại cái nền này thì chắc chắn chúng ta sẽ phải cắt lỗ đúng không đấy cái đặc biệt cái quan trọng của cái cái phương pháp là chúng ta biết được là chúng ta mua và chúng ta sẽ sẽ bán khi nào Chứ nhiều người cứ phím bừa một cái điểm ở, ở giữa này đi thì làm sao chúng ta biết được là ui khi nào bán khi nào mua đúng không đấy nếu mà nó nó nổ xịt thì chúng ta bán như nào ví dụ đây bây giờ phím phím một cái viên này đúng không Ngày mai ngày kia nổ nó chỉnh đấy thì mọi các anh chị bảo là, bán hay mua đúng không thì nhiều người lại bảo là thôi ngày mai lại hồi mà đúng không hồi 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 thế nào nó giảm một mạch luôn đó thế nên là nếu mà chúng ta có một cái phương pháp chúng ta mua vì một cái lý do là là kỳ vọng nó nổ mà nó không nổ cho mình ấy. Được chưa? hoặc kỳ vọng nó nổ ấy, mà nó nổ xịt ấy, thì chúng ta phải phải quản trị rủi ro là điều chắc chắn nhé đấy ok PVD CTD này đấy đây là những cổ phiếu mà um, nó cũng là kênh trên và mình đánh giá là ổn có thể nó sẽ được kéo nhé nên là chúng ta cũng có thể chú ý nhưng mà kéo ở một cái phiên ngày mai nổ ở ngày mai thì mình đánh giá là nó cũng hơi 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 rủi ro đấy có xác định mua thì phải nếu mà ai thật sự mà kiểu sợ những cái gọi là gì nhỉ, sợ bị bỏ lỡ ấy, thì chúng ta nên nhúng một chân vào từ những cái thời điểm mà nó chưa chưa bật đi nhá từ những cái thời điểm nó chưa bật, đấy. đấy, nên nhúng một chân vào từ những cái thời điểm nó chưa bật, những cái con như CTD này thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh ngắn thêm được một đoạn nữa nhé, đấy, nói chung cái trạng thái vị thế đánh ngắn này được, ví dụ nó nổ lên này, nó sẽ vẫn còn chạy lên được kiểu như thế nhé, nếu mà nó nổ được vượt được cái nền này thì nó sẽ vẫn là những cái điểm mua mình đánh giá là ổn nó là những cái điểm mua tiếp diễn đó à, đây là những cổ phiếu kênh trên mình uh, tổng hợp thì thấy là nói chung là những cái con này này đấy ví dụ như TCH này, này sẽ giống như DG nó khả năng nó sẽ phải vào cái nhịp nhịp sau Nhá đấy khả năng sẽ phải nhịp sau đấy hoặc là ok mày nổ đi nếu mà nó nổ đi nó nổ đi chúng ta sẽ sẽ theo dõi đúng không bởi vì ít nhất là nó có điểm pivot rồi đấy còn nó nổ ở ngày mai thì nó rất dễ là nó sẽ sẽ phải những cái nhịp rung rũ xuống. Thì chúng ta mua sau cũng được đúng không? Mua lại ở cái nhịp điều chỉnh nó sẽ an tâm hơn là chúng ta cứ mua khi mà thị trường nó đang đang đu quá cao, nó sẽ rất rất, rất dễ dính vào những cái nhịp như thế này nhá. Rất dễ dính vào những nhịp như này. Và lại làm sao đu cao lại phải cắt lỗ, cắt lỗ xong nó lại chạy đúng không? Lại đu cao cắt lỗ, cắt lỗ xong nó lại chạy một nhịp mạnh luôn. Đấy. Và có thể các anh chị mà mà cứ bỏ lỡ như vậy là bị lỡ hẳn một cái con sóng lớn luôn. Đấy. Nên là hiện tại thị trường nó đang neo neo ở cái ngưỡng uh, cao này, này Thì chúng ta phải yeah. Nói chung là vẫn phải nghĩ về một cái rủi ro để chưa? Nghĩ về một cái rủi ro Và nếu mà cái rủi ro đấy nó nó xảy ra thật Thì chúng ta phải phải quản trị đúng không đấy. Trước tiên là cứ phải nghĩ về cái rủi ro đã Chứ chúng ta đừng có mua bất chấp nhé Đừng mua bất chấp Lý do vì sao mình đề cập là hôm nay mua À hôm qua mua hôm nay mua Còn ngày mai chưa chắc mình đã mua đâu nhé Kể cả nó có điểm nổ đấy Kể cả nó có điểm nổ nhé Bởi vì là trong cái mindset của mình nó đã là như thế rồi nổ trong một cái phiên dưới là mình sẽ sẽ làm sao hạn chế nhé hạn chế đấy chứ mình không không có bất chấp nhé không bất chấp còn nổ sau một phiên chỉnh cực kỳ ngon đúng không cứ nổ sau những phiên như thế này xem múc là cái chắc nổ sau những cái phiên này chắc chắn múc nổ sau những cái phiên này chắc chắn múc một hai phiên này. đấy còn nó kéo dưới lên rồi thì thì lại hơi hơi hạn chế nhé hơi hạn chế nhưng mà cứ nổ sau những cái phiên mà điều chỉnh như này xem đúng không nổ sau một cái thời gian mà, mà nó điều chỉnh cân bằng như này xem múc là chắc nhé Đấy, cứ nổ, cứ có điểm pivot nổ là mục đấy. nếu mà các anh chị, đấy, đây là danh sách kênh trên này thì kênh trên và những cổ phiếu đáng chú ý này, thì mình cũng lọc ra hết rồi đấy. nói chung sức khỏe của nó rất là khỏe, rất là mạnh đúng không? ngày hôm nay thì có, à đấy, hôm nay quên chưa chưa nói về một cái vấn đề là chúng ta có thể nhìn vào những cái cổ phiếu kênh trên, này, những cái cổ phiếu mà nó khỏe hơn so với thị trường để chúng ta khám bệnh cho thị trường. Đấy. ví dụ, ví dụ đi, ngày hôm nay mình thấy là h b mà uh, bmb nó chưa có vấn đề gì nhưng mà ví dụ ngày mai nó lại bị bị bán thì sao? Đó thì lúc đấy là cảm giác là thị trường lúc ấy là những cái con kênh trên này này mà nó còn bị uh, hắt hơi sổ mũi thì chắc chắn thị trường uh, nói chung là những cái con này mà nó bị hắt hơi sổ mũi thì chắc chắn thị trường nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nó con này bị ốm thì thị trường nó cũng sẽ có khả năng bị hắt hơi sổ mũi. Nên là chúng ta phải nhìn những cái cổ phiếu kênh trên này, nếu mà chúng ta không mua được, chúng ta vẫn phải theo dõi để chúng ta biết được là nó um, gọi là gì? Um, nó nó là những cổ phiếu dẫn dắt thì nó sẽ ảnh hưởng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường này, nó là những cổ phiếu khỏe, đấy nó sẽ là những cổ phiếu mà kênh trên nó là những cổ phiếu khỏe so với thị trường mà nó bị ảnh hưởng thì nó, thì chúng ta cũng phải cẩn thận nhá cẩn thận cho mình. đấy còn hiện tại là chưa chưa thấy gì cả, nhé nhưng mà ví dụ nó bị bán tháo mạnh, chả? thì chúng ta cũng phải phải chú ý, đúng không? vì những cổ phiếu này nó nó chạy mạnh, chả? nó chạy trước mà có một cái làn sóng bán tháo thì người ta sẽ sẽ chốt lời những con này đúng không? đó thì chúng ta nhìn từ những con này chúng ta cũng có thể 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 soi ra thị trường được. À, soi ra thị trường thì lúc này chúng ta cũng có được những cái cái sự chuẩn bị trước nhé nó không phải là hoàn toàn 100% nhưng mà nó là những cái 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 dự báo cho thị trường nhé nó giống như là là những cái dự báo đấy đấy các anh chị có thể tham khảo và như mình đã đề cập từ những video trước ấy nói chung là chúng ta cứ phải tập trung vào những cổ phiếu khỏe nhất đúng không chúng ta phải tập trung vào những cổ phiếu khỏe nhất thị trường đi bởi vì sao bởi vì là ở đây chúng ta phải làm sao đây này đoạn này chỉ tập trung ưu tiên thứ một là những cổ phiếu đánh bại thị trường và những cổ phiếu có sóng kênh trên Đấy chưa ưu tiên thứ hai mới là bắt sóng những cổ phiếu tiềm năng thôi đây cổ phiếu tiềm năng bắt sóng có thể là DG các thứ đấy nó là những cổ phiếu tiềm năng nhưng mà đoạn này cứ phải ưu tiên cổ phiếu đánh bại thị trường và cổ phiếu có sóng kênh trên bởi vì chính những cổ phiếu này nó là những cổ phiếu nó đã khỏe rồi thì sau này những cái cổ phiếu khỏe sau khác những cái siêu cổ sau nó mới có được những cái cái chi tiết nó nó tương tự như những cổ phiếu này thì khi mà chúng ta nhìn nhìn vào một cái thứ gì nó đẹp nó giá trị thì dần dần nó cũng sẽ hình thành lên cho chúng ta về một cái cái tư duy là tại sao con này nó đẹp đấy. và khi mà chúng ta nhìn vào con khác chúng ta cũng có thể đánh giá được những cái con này là những con đẹp đúng không? chứ bây giờ các anh chị cứ đi ví dụ chúng ta nhìn nhìn vào những cái cái đồ đắt tiền chúng ta mới mới biết được là đâu là những cái cái điểm nhấn ví dụ chúng ta nhìn vào một cái hàng hiệu anh chị nào mà chuyên nhìn hàng hiệu thì chúng ta sẽ hoặc là chuyên nhìn những cái cái gọi là cái đá hay phỉ thúy cái thứ gì đấy chúng ta nhìn chúng ta mới biết được là tại sao nó lại đắt tiền đúng không? Đấy. Nếu mà chúng ta nhìn nhìn lâu nhìn lâu chúng ta mới biết được là có những chi tiết nào làm cho nó đắt tiền. Còn những anh chị nào ví dụ chúng ta là những người bình thường đúng không? Và chúng ta không không bao giờ nhìn đến nó. Đấy. Không bao giờ để ý đến nó mà chúng ta chỉ để ý những cái cái rẻ tiền thôi thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được đúng không? Đấy, nên là các anh chị cũng phải chú ý cho mình nhá, là kể cả các anh chị không đánh những cổ phiếu siêu cổ nhưng các anh chị vẫn phải theo dõi những cái siêu cổ để cho mình nhé có thể theo, theo dõi bằng nhiều cách, theo dõi từ bảng điện, có thể theo dõi bằng uh, mua 100 cổ. Ví dụ như thế. Đấy đấy là một trong những cái gợi ý của mình. Còn ok. Uh, thị trường ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chỉ trao đổi đến đây thôi. Thì hy vọng rằng hy vọng rằng những cái nội dung những cái kiến thức những cái chia sẻ của mình nó sẽ phù hợp với các anh chị và nó sẽ hình thành nên một cái cái thói quen và những cái 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 phương pháp đầu tư trong cái trong đầu của các anh chị nhá, để chúng ta hoàn toàn có thể tự tin tự tin đầu tư nhá, chứ không việc gì chúng ta phải đi hỏi người nọ người kia là mã này mã kia ok không chúng ta chỉ hỏi để có thêm một cái góc nhìn khi mà chúng ta chưa rõ về nó còn nếu mà chúng ta có một cái phương pháp sẵn rồi thì lúc ấy chúng ta uh, hoàn toàn có thể tự tin đánh nhé hoàn toàn có thể tự tin đánh hoặc là chúng ta ví dụ như là các anh chị có được một cái phương pháp này và các anh chị nhìn thấy một cái con cổ phiếu nó đảm bảo những cái phương pháp này thì các anh chị hoàn toàn có thể mua thậm chí các anh chị có thể nói lại cho mình và đề cập mình là mình ơi con này rất là đẹp nhé chứ đâu phải lúc nào em cũng lọc được hết cổ phiếu trên thị trường đẹp đâu nhé đấy chứ đến lúc các anh chị nhìn thấy một cái cái đồ đắt tiền mà các anh chị Đấy, gọi là gì nhỉ cái đồ giá trị mà các chị không biết được nó là đồ giá trị chẳng hạn như là nếu mà các chị mà không biết được vàng nó nó có giá thì các chị đi trên đường các chị nhìn thấy vàng chưa chắc các chị đã, đã nhặt đâu nhá đấy. đấy nếu mà chúng ta không biết được cái 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 đồ đấy nó có giá trị thì đi qua đường chúng ta nhìn thấy chưa chắc chúng ta đã nhặt được nó nhỉ đấy. đấy thì uh, nói chung là cái nội dung ngày hôm nay nó sẽ chỉ đến đây thôi hy vọng rằng sau nhiều 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 những cái video sẽ giúp ích cho các chị nhá uh, cảm ơn các chị đã theo dõi video các anh chị theo dõi video mà thấy hay có thể để lại like, share và subscribe cho mình nha. Ok, bye bye mọi người.